Con năm mươi lấy gì đây, bay gì ra năm gì đây.
đó chị mới dẫn chơi nha, trong nhà nha. Rất là đời đó. Mấy gì ra nắp gì đây, nắp gì ra, nắp gì ra, nắp gì ra. Chị mua anh nhăn mây á, mây thì chắc mai. Chắc mai. Em không có biết cái đó chứ quê không đi. Thái thơ rồi không biết. Em ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên. Ai buộc, phải ai buộc thôi. Ôi chết rồi, trời ơi, bây giờ chị nói thiệt nha, đi hát mình phải đầu tư tí xíu chứ, làm gì mà không không đem giày dép theo vậy? Trời ơi, sao đây nặng tay luôn quý vị. Em ra cho coi nè, tức ghê vậy, thiệt sự luôn á nè. Em đem cho mọi người coi. Đây nè mọi người, đôi dép em mua 2.500.000 nè. Mà coi này, đi có mấy ngày nó xúc ra như vậy nè. Y như là cái miếng mà cái miếng mè cháo hồi thịt lộ, chị nhai thử coi. Thì em nghĩ đi, nó xúc như vậy mà 2.500.000 mà nó không chịu sức chịu đựng của em nữa, nó thấy vậy. Đồ ô nó trơn dữ lắm, thiệt sự luôn, nãy em xém té mấy lần em mới bỏ ra. Ok, em hôm nay chết nhà của mấy người đó. Thiệt á. Nữ hoàng mang dép mượn. Thiệt á, nhà sống không có từng người, chị mới hiền cái chị luôn á. Chị lớn, chị ác dữ lắm, chị giống như ông thiện ông má ở trong chùa vậy đó. Chị ra hai cái lưỡi, chị cứt giống ông ác luôn. Cái đó là anh đó, em đứng kế bên là chị đó. Chị cho em mượn, nó vô lấy mượn đi. Chị là ông thiện. Còn này là ông ác nè. Còn bà này biết ai không? Gì nữa, tôi có làm gì đâu. Gì nữa, dép quay của chị má. Trời ơi, trời không có tiền đời cho bà sang sang nó nghe. Ok nè, hợp nè. Bao em á, hình như ai này rất thiệt nè, 2.000.000 đôi nè. Ok nha. Rồi vậy đi. Thôi dép đưa này nghèo khổ quá, bỏ đi. Cái này ok nè. Thấy chưa, thấy chắc quên đèn rõ ràng chưa quý vị. Đó này 2.000.000 là xu quá, bỏ luôn. Tổng số luôn. Nói chuyện quyền má ơi. Bây gì đã nắm gì đây, nắm gì đây. Giặc tham tàn kề phép lương nó. Người chẳng nam bất hóa kỳ từ. Người trong thương hồ chỉ đi thuyền. Mai em trời là người mà dân đã 58. 58, 58. 58, 58, 58, 58. Còn mình gì đi mày, gì đã không mình gì đi mày. Gì đã vô kỳ thấy những câu thăm. Có bắt năm ở xa mai gì. Don't.